Bạc quá nhỉ, bạc quá. Sắc cam đây. Cho nó tái đi tính ơi. Phòng cà phê thế nhỉ. Ngọn đấy như kiểu bị gãy ấy. Ngọn đúng không? Hả? Em để dịch ra đây, đừng để nó bị cắt mất cái cành nào cả. Đấy, ừ. Sát cái mép nhà ấy kìa. Đây cây này chưa?
thêm ngọn. Nó cụt. Để dành cái cây đấy anh làm nhá. Em để sáng những cái em để sáng cái viền những cái bề dày của tường đi ta. Khán giả đấy mà
chưa? Chờ chưa? Chưa. Đây là Toàn. Toàn đến từ Bắc Giang. Có cả chim này. À, chim điên đã ra. Có chim này.